lỗi, anh vẫn chưa tìm được việc. Anh đã nộp hồ sơ bên công ty Vivu chưa? Anh nộp rồi, nhưng mà mức lương bên đấy thấp quá. À, hay em nói chuyện với bác Quang, xin cho anh sang đấy bán hàng tạp hóa bên đấy nhá. Em nghĩ gì vậy? Tốt nghiệp đại học như anh mà phải đi bán hàng á? Thì đấy cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi mà. Không được, ngày mai anh sẽ đi xin chỗ khác. Vâng. Thôi, em ăn đi. Anh đang xem cái gì đấy? Anh đang xem mấy thông tin tuyển dụng để ngày mai đi xin việc. Anh cũng đừng lo nghĩ nhiều quá nhá. Cứ bình thường thôi, có duyên việc nó sẽ tự tới mà. Hay anh cứ làm mấy vị trí nhân viên rồi mình sẽ phấn đấu sau. Không được, như thế sẽ làm giảm giá trị của mình lắm. Với bằng cấp và năng lực của anh, chỉ có vị trí quản lý mới phù hợp thôi. Chồng em tham vọng quá đấy. Anh sẽ cố gắng kiếm lấy một công việc tốt. Chứ như thế này, anh cảm giác ăn bám vợ anh lắm. Em nuôi anh cũng được mà. Ý em là sau em sẽ làm chồng, còn anh sẽ làm vợ chứ gì? Đâu có đâu, đấy là anh nói đi chứ. Dám chịu anh. Dám chịu tụi mày, dám chịu anh nữa không? Hả? Đâu có chịu anh đâu. Em ăn sáng đi đã, anh nấu xong rồi này. Hôm nay đầu tuần công ty em họp sớm, em sợ muộn mất. Bye bye. Theo như kế hoạch thì tháng tới công ty ta có kế hoạch tham gia đấu giá gian hàng ở các hội chợ lớn. Liệu có hiệu quả không? Đây là hình thức truyền thông truyền thống nhưng lại rất hiệu quả. Một lượng lớn khách hàng tiềm năng sẽ tham gia hội chợ, họ sẽ được nhìn thấy, sờ thấy và trực tiếp sử dụng luôn sản phẩm của chúng ta. Trong khi các hình thức quảng cáo hiện nay, họ chỉ cho khách hàng nhìn thấy và nghe thấy. Anh đồng ý với ý kiến của Lan. Lát em lên kế hoạch rồi gửi ngay cho anh xem nhé. Rồi bắt đầu thực hiện đi. Vâng ạ. Thế còn vấn đề nhân sự thế nào hả Tùng? Thưa anh, năm tới theo đúng kế hoạch mở rộng quy mô, công ty ta nhất thiết phải tuyển dụng thêm rất nhiều nhân sự thì mới đảm bảo được tiến độ của công việc. Đây là danh sách các vị trí cần tuyển dụng, mong anh xem qua. Thưa giám đốc, em gửi bản kế hoạch ạ. Giám đốc, anh làm gì đấy ạ? Em làm tốt lắm. Để chúc mừng em, tối nay anh mời em đi ăn nhé. Chỉ em với anh thôi ạ? Ừ. Để khi khác được không ạ? Tại vì tối nay em có việc bận ở nhà rồi ạ. Em xin phép giám đốc, em đi làm việc của mình đây ạ.
anh đây. Alo anh ạ. Sao gọi anh giờ này? Công ty em đang tuyển rất nhiều vị trí, có vị trí phó phòng kinh doanh rất phù hợp với năng lực và nguyện vọng của anh đấy. Chị hỏi, phòng nhân sự đã lựa chọn ra được vị trí phó phòng kinh doanh cho ai chưa? À, dạ. Qua 3 vòng phỏng vấn thì đã chọn được ra 3 người xuất sắc vào vị trí ấy rồi ạ. Tuy nhiên chỉ lấy 1, nên ban giám đốc và phòng nhân sự đang bàn bạc thêm ạ. À, có ai tên là Nguyễn Quang Lâm không em? À, có đấy chị ạ. Đây là người quen của chị, anh ấy có năng lực rất tốt, lại tốt nghiệp loại ưu nữa. Em có thể ưu ái anh ấy được không? Cái này thì hơi khó chị ạ. Nếu là vị trí nhân viên thì em có thể sắp xếp được, nhưng tuyển ở vị trí này phải thông qua ban giám đốc ạ. Thế à? Mà em thấy giám đốc cũng rất là quý và đánh giá cao năng lực của chị. Hay chị thì nói với anh ấy xem, biết đâu lại được. Chị biết rồi. Em xin phép nhé. Từ hôm nay, cậu sẽ là phó phòng kinh doanh của công ty. Từ giờ, cậu hãy cố gắng làm việc thật tốt nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Chốc nữa, sẽ có nhân viên đưa cậu đi tham quan và nhận vị trí làm việc. Xong tối nay, anh em mình đi làm một chầu chứ nhỉ? Vâng, em sẵn sàng ạ. Chú giám đốc, chú giám đốc. Có chuyện gì mà hớt hải thế? Vợ anh trông có vẻ tức giận lắm. Đang đi tìm anh đấy. Chị ở dưới sảnh công ty rồi đấy ạ. Cái gì? Thôi chết tôi rồi. Chắc bạn có chuyện gì đấy mà. Cậu ra ngay ngồi kia giữ chân bà ngay cho tôi. Tôi phải trốn đi cũng được. Vâng. À này, nhớ bảo là tôi đi vắng nhá. Vâng. Ơ chị ơi, anh ấy không có ở công ty. Cậu tránh ra. Sếp của cậu đâu rồi? Dạ. Dạ thưa chị, sếp của em đang đi gặp khách hàng rồi ạ. Mà có chuyện gì không chị? Em trông chị có vẻ rất tức giận ạ. Tôi nghi ngờ anh ấy đang bồ bịch. Chắc là không phải đâu ạ. Sếp của em là một người rất trung thủy, nên không thể có chuyện đó được đâu ạ. Trung thủy cái gì? Chứng cứ rành rành thế này. Đây là cái gì đây? À, đây rồi. Bảo sao bọn em tìm mãi không thấy. Đây là đồ chơi của công ty em. Hôm liên hoan mừng em mới vào ạ. Thì ra là nó nằm ở chỗ sếp. Bảo sao bọn em tìm mãi không thấy. Thật không? Dạ thật ạ. Phải không anh? À, đúng rồi chị ạ. Bọn em chơi vui lắm. Đúng là cái quần này rồi. Vâng. Bọn em chơi như này này. Rồi, trốn tìm ạ, trốn tìm ạ. Đấy chị ạ. À, chị muốn về rồi phải không ạ? À, để em tiễn chị xuống dưới ạ. Sếp ơi, chị ấy về rồi ạ. Về chưa? Cậu là tốt lắm. May mà có cậu không thì. Dạ không có gì đâu ạ. Giờ tôi mới thấy tuyển cậu đúng là không sai mà. Ngoài cách làm việc ra, cậu xử lý tình huống rất là nhanh. Dạ. Cuối tháng tôi sẽ thử cho cậu. Vâng ạ, à, em cảm ơn sếp ạ. Ừ, thôi đi ra ngoài làm việc đi. Dạ vâng, em chào anh ạ. Ừ. Anh,
Sao lâu thế? Em có chút việc ở phòng kế toán, bây giờ mới xong ạ. Thôi, lên xe đi. Hôm nay có chuyện vui cực. Anh vừa mới cứu ông giám đốc của em một bàn thua trông thấy đấy. Thật hả? Ừ. Vợ ông ấy đến vì có bằng chứng ông ấy ngoại tình. May mà anh nhanh trí giúp được ông ấy. Ông ấy còn hứa cuối tháng sẽ thưởng cho anh đấy. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Non nước mây trời. Anh, là... có quần áo bẩn không? Đưa em mang đi giặt nào. À, có đây em. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Non nước mây trời. Ôi, anh xin lỗi, em nghe anh giải thích đã. Sao nó lại trong túi quần của anh, làm em tìm mãi. Đây là cái quần mà em thích nhất đấy. May quá, em tìm được rồi. May quá, tí thì chết. Sao cái quần của vợ mình lại ở chỗ của sếp nhỉ? Đưa sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ quảng cáo số điện thoại 0859 11 3333.